Chào các bạn, tôi Hải Bùi đây. Hôm nay tôi sẽ nói cho các bạn về các phương pháp tính giá thành mà các bạn sẽ gặp trong quá trình mình đi làm. Được không? Ok, đầu tiên là phương pháp giản đơn. Phương pháp này áp dụng là khi công ty mình đó, nó tách được 621 cho từng sản phẩm và dịch vụ mà các bạn cần tính giá thành. Rồi, phương pháp này hay được áp dụng lắm, được chưa? Phương pháp giản đơn là được áp dụng trong tình huống công ty mình sản xuất nhiều sản phẩm nhưng 621 tách riêng được cho từng cái sản phẩm đó, từng cái dịch vụ đó. Còn 622 và 627 có thể dùng chung, thì cũng đó là mình tách bằng cách mình phân bổ. Rồi, rõ chưa? Phương pháp thứ hai là phương pháp hệ số, là áp dụng trong tình huống là 621 không có tách riêng được, tức là công ty mình sản xuất nhiều sản phẩm nhưng 621 không có tách riêng được. Nếu tách riêng thì mình dùng giản đơn rồi, đúng không? Như vậy là nguyên liệu dùng chung cho nhiều sản phẩm không có tách riêng được. Nhưng mà muốn tính hệ số thì mình phải có cái hệ số quy đổi giữa các sản phẩm. Rồi, được chưa? Rồi, phương pháp thứ ba là phương pháp tỷ lệ. Cũng giống như phương pháp hệ số là 621 không có tách riêng được cho từng sản phẩm. Nhưng mà lúc này giữa các sản phẩm không có hệ số quy đổi, nhưng để làm được cái phương pháp này chúng ta phải có gì? Giá thành kế hoạch mới làm được. Rồi, phương pháp thứ tư là phương pháp đơn đặt hàng. Là áp dụng trong tình huống là công ty mình có đơn hàng thì mới sản xuất. Phương pháp thứ tư này là cũng thường xuyên xảy ra này. Được chưa? Tức là có đơn hàng thì mới sản xuất. Phương pháp thứ năm đó là phương pháp phân bước, áp dụng trong cái tình huống là cái sản phẩm cuối cùng của công ty mình nó được lấy từ bán thành phẩm do chính công ty mình tạo ra. Được không? Tức là trong tình huống này là công ty mình có tạo ra nhiều bán thành phẩm, tức là công ty mình nó có rất là nhiều phân xưởng. Được chưa bạn? Phân xưởng đầu tiên sẽ tạo ra bán thành phẩm thứ nhất. Thì bán thành phẩm thứ nhất đó nó sẽ đưa qua cái phân xưởng thứ hai để nó làm ra thành phẩm cuối cùng. Thì lúc này người ta gọi là phương pháp phân bước. Ok. Nhắc lại, phương pháp phân bước áp dụng trong cái tình huống là cái sản phẩm cuối cùng của mình nó được lấy nguyên liệu từ bán thành phẩm của phân xưởng do chính công ty mình tạo ra bán thành phẩm đó. Rồi, chúng ta có 5 cái phương pháp tính giá thành như thế này. Được chưa? Rồi, bạn nào còn phương pháp nào hay comment xuống. Ok, để cho mọi người cùng biết. Được không? Rồi, các bạn muốn tham khảo sách của tôi bằng cách là lên trang sách kế toán này .org này, nó có cái quyển sách giá thành đây các bạn. Đó. Các bạn mua để các bạn biết cách tính các phương pháp tính giá thành mà tôi vừa nói, nó có ví dụ cụ thể luôn. Được không? Rồi, muốn đăng ký kênh của tôi bằng cách lên kênh YouTube gõ từ khóa là tự học kế toán các bạn. Tự học kế toán. Được chưa? Lên kênh YouTube các bạn. Gõ từ khóa là tự học kế toán. Đó. Rồi, ở đây nó có Tấn Hải Bùi này, các bạn bấm vô. Rồi, ở đây là nó có video này. Đó, được không? Dưới kế bên Tấn Hải Bùi nó có từ đăng ký kênh hoặc là từ subscribe, các bạn bấm vào. Và nhớ bấm vào cái chuông để mỗi lần tôi ra video nó hiện lên trên đây này. Được chưa? Nó hiện lên thông báo trên đây. Rồi. Xem video thấy hay, hữu ích thì hãy ủng hộ tôi bằng một số tiền cụ thể bằng cách bấm nút cảm ơn để mua những cái ảnh động ở đây, bằng một số tiền bấm mua và gửi, được không? Rồi, hãy share về tường cho nhiều bạn cùng xem. Rồi, cảm ơn các bạn, hẹn các bạn trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.